Trận đấu chúng ta đang theo dõi giữa hai cầu thủ Ba Thái Vũ đến từ Bình Phước và Nguyễn Duy Trung đến từ Đà Nẵng.
rồi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá. Wow, well done. Hai.
từ cùng chúng tôi. Hôm nay là sau trận đấu này là 12 giờ trực tiếp một trận, 2 giờ trực tiếp một trận và 4 giờ trực tiếp một trận. Tại có 4 giờ. Cầu thủ Dương Anh Vũ, Nguyễn Phú Toàn, Nguyễn Đức Anh Chiến và Nguyễn Xuân Hậu đang đi Ai Cập dự World Cup. Sau trận đấu này thì tối ngày mai sẽ có trận Nguyễn Chiến và Vô Đình Đại. Trần Quốc Chiến và Nguyễn Quốc Quyền cũng đi Ai Cập thi đấu. Cũng có định là Mã Văn Cảnh không thi đấu giải Ai Cập thì bằng thi đấu giải Trường Sa. Đâu nào? Yeah.
ngay nè. Anh đi ăn mua con đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuống đường lát lại đừng có chụp anh ơi. Chụp lại đường nhưng mà không xuống đường lát rồi. Thời Nguyên đang đánh cái chớp mắt mà lát không được. Thank you.
con đẹp lắm. Ủa, máy rồi.
Chúc mừng cầu thủ Duy Trung đã giành chiến thắng với tỷ số 40-14 sau 31 lượt cơ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo.